Và Julie xin được trở lại với chương trình Kiến thức kinh doanh gia đình và xã hội với phần góp mặt của anh Opak Oak là Branch Manager của First Bank. Và trước khi vào phần quảng cáo thì Julie có hỏi rằng thì là nếu là một người nhân viên hoặc là một người có phần hùn mà không có làm việc thường xuyên, có nghĩa là active đó, thì có được đứng tên để mượn tiền hay không? Thì anh có trả lời rằng thì là nếu mà quý vị có 20% hoặc hơn trong phần hùn thì quý vị có thể đứng tên trên cái hồ sơ để mượn tiền đó. Tuy nhiên, quý vị phải cung cấp cho nhà băng 2 năm thuế cá nhân cũng như là gọi là financial statement, tức là những cái dữ kiện mà quý vị có những cái quyền sở hữu, là những cái sở hữu về đất đai, bất động sản hoặc là có nợ nần gì hay không. Đó là một trong những cái điều mà họ cần biết ở trong cái financial statement, và cái form này, cái mẫu đơn này họ sẽ cung cấp cho chúng ta để mà quý vị có thể điền vào quý vị là có bao nhiêu căn nhà, bao nhiêu khu phố, hoặc là có nợ bao nhiêu tiền trong nhà băng, hoặc là có nợ bao nhiêu. Đó là một trong những cái điều mà chúng ta cần phải khai rõ trong cái financial statement. Đồng thời, khi mà chúng ta cung cấp những dữ kiện đó thì họ sẽ phải tính trên cái phương diện mà cái tiền lợi nhuận của cái tiền income, tức là tiền lợi tức của chúng ta thâu vào, và những cái số tiền mà chúng ta cần phải chi ra để mà họ tính, nó gọi là debt ratio. Chúng ta cũng nên làm quen với những cái danh từ này để khi mà đi ra, không riêng gì ở First Bank hoặc bất cứ nhà hàng, bank, ngân hàng nào mà quý vị cần phải làm một cái hồ sơ để mượn tiền. Ngay cả khi mà mượn hồ sơ mượn tiền để mua nhà cũng vậy, thường thường họ nhắc tới cái câu là debt ratio, thì đây là một cái danh từ mà chúng ta nên làm quen. Có nghĩa là sao? Họ sẽ lấy những cái số tiền chi tiêu hàng tháng và tính vào với lại cái số lợi tức của chúng ta. Và nếu mà cái số chi tiêu hàng tháng cùng với cái số lợi tức mà nó quá chênh lệch thì coi như là chúng ta không có qualify, tức là chúng ta không có đủ điều kiện để mượn cái số tiền đó. OPEC, beside all that financial stuff that of course most people would know, what are the requirements such as citizenship, such as any type of working visa that they qualify or they eligible to apply for the loan? Yes, as long as they have a tax ID or a TIN number, which was lawfully gained either through work or residence or employment, and they have 2 years tax returns, we can consider them for lending. Okay. But those criteria must satisfy still the same time in business, 2 years, the debt services, and then the cash flow needs. So I saying that someone from Vietnam and they want to come here to open a business with their family. Like if I have a relative who want to come here and open an office with me, or open a business with me for brand new. So they had to wait for 2 years? They would have to wait for 2 years to qualify for lending. Now, if they consult with their accountant or their legal advisor, then I believe there are programs where you can establish a business, but you may not be able to borrow at that time. Oh, okay. Và Julie cũng có đặt câu hỏi là nếu những người ở một quốc gia nào khác, thí dụ như Việt Nam, hoặc là cá nhân Julie, nếu mà có người thân muốn qua đây làm ăn thì họ có được mượn tiền hay không, thì anh có trả lời là miễn sao quý vị có cái tax ID, tức là cái số thẻ, cái số giống như là an sinh xã hội. Tuy nhiên không phải là cái số tax ID này chỉ là dùng để mà chúng ta làm ăn mà thôi. Ngoài ra cũng phải có cái thời gian là sau 2 năm khi mà quý vị có cái business của quý vị. Có nghĩa là cái thương mại của quý vị phải có 2 năm. Và khi Julie đặt vấn đề là nếu những người này mới qua thì thế nào? Họ có cần phải đợi sau 2 năm thì mới được mượn tiền hay không? Thì anh có trả lời rằng thì là
Đúng, quý vị phải chờ sau 2 năm, có nghĩa là bất cứ một cái business nào, bất cứ một cái thương mại nào, quý vị phải có trong cái thương mại đó 2 năm và có 2 năm khai thuế, thì lúc đó chúng ta mới có thể làm đơn để mượn tiền được và vẫn phải cung cấp những cái giấy tờ thuế vụ, thuế mà khai thuế là 2 năm hoặc là thuế cá nhân để chứng minh rằng thì là 2 năm vừa qua quý vị có đóng thuế hoặc là quý vị những cái thương mại của quý vị có tiền lời thâu vào chứ không phải là lúc nào cũng bị thua lỗ. I know that like we buying the house, there are requirements that we have to provide to the lender, versus fire insurance, such as protections plan for the house. And I have owned business before, and I know there are so many requirement before we even open the business, such as, you know, permissions from the state or permission from the city, all that. So what is the requirement for the from the lender for these businesses, small business, to obtain the loan? Oh, that's a great question, Julie. So in addition to what we mentioned earlier, we will ask for the entities, the articles, depending on the business structure and ownership, business license, insurance, any permits if it's necessary for that industry. And in addition to those documents, we may ask for general liability insurance, hazard insurance, and even in some cases, you may have to obtain some life insurance, depending on the loan type. Mm. Now, earlier you mentioned the 2 years in business. That is a conventional guideline for traditional loans from a bank. Mm. So there are other programs through the SBA that can assist business owners with maybe as little as 1 year's tax return. Oh, okay. we're kind of jumping here. Thưa quý vị, cái câu hỏi vừa rồi của Julie là khi như chúng ta khi mua nhà thì thường thường là những cái ngân hàng đòi hỏi chúng ta phải có bảo hiểm nhà cửa, bảo hiểm về cháy nhà hoặc là mất đồ trong nhà, hoặc là phải có những cái bảo hiểm để mà sửa chữa trong nhà. Thì khi mà mượn tiền để mà qua cái thương mại như thế này có khác nhiều hay không, thì anh ta có nói rằng có thể chắc chắn rằng thì là sẽ cần phải cung cấp cho nhà băng cái liability, tức là một cái bảo hiểm mà quý vị chịu trách nhiệm nếu mà có ai bị thương hoặc là có chuyện gì xảy ra cho khách hàng hay là nhân viên của quý vị thì quý vị phải bồi thường cho người đó. Ngoài ra thì phải cung cấp những cái giấy tờ mà thành phố đã cho phép quý vị hành nghề, cũng giống như là cái article, tức là một cái hợp đồng, một cái giấy tờ mà trong đó có đề khoản hết tất cả những người nào là chủ của công ty và cái công ty này được thành lập để làm gì, với cái ngành thương mại của quý vị là gì. Và có những đôi cũng có lúc chúng ta cần phải cung cấp một cái bảo hiểm nhân thọ tùy theo cái số tiền mà chúng ta mượn cho cái thương mại của chúng ta. Tuy nhiên khi mà anh ta nói đến cái vấn đề mà 2 năm phải có thuế khai thuế, thì đó là conventional, tức là một cái loan bình thường cho những người cần phải có thương mại cho 2 năm. Tuy nhiên cũng có những chương trình có thể giúp cho những quý vị nào mới mở thương mại sau 2 năm thì họ cũng có thể giúp cho quý vị được. Xin quý vị tiếp tục theo dõi, chúng tôi sẽ trở lại sau phần quảng cáo ngắn của các cơ sở bảo trợ Little Second TV.